một trong những thương hiệu âm thanh đang được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Ngay cả những vị khách đặc biệt khó tính về âm thanh thì thương hiệu này cũng chinh phục được hầu hết các fan hâm mộ. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều khách hàng chưa hiểu rõ về thương hiệu này cũng như nguồn gốc xuất xứ của nó. Nếu bạn cũng đang có thắc mắc về nguồn gốc xuất xứ của các dòng loa mang thương hiệu BF Audio thì những thông tin sau đây của Bảo Châu Elec có lẽ sẽ có ích đối với bạn. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube của Bảo Châu Elec. Các bạn có thể like và nhấn đăng ký tham gia để theo dõi các sản phẩm uy tín và chất lượng nhất. Loa BF là một sản phẩm của tập đoàn công nghệ điện tử BF Audio có trụ sở đặt tại Trung Quốc, được thành lập từ năm 2009, chính thức gia nhập thị trường Việt Nam và nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Đến với thị trường Việt Nam, BF Audio mang sứ mệnh to lớn là mang tới cho người dùng những sản phẩm chất lượng và tốt nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế, cùng với đó là chính sách hậu mãi tốt. Chính vì vậy mà thương hiệu BF Audio đang dần khẳng định sự lớn mạnh và được nhiều người tiêu dùng lựa chọn và tin tưởng ở Việt Nam và trên toàn thế giới. Bên cạnh các sản phẩm loa, BF Audio còn có các sản phẩm khác như cục đẩy BF, micro BF, mixer BF. Thương hiệu BF nổi tiếng với các thiết bị âm thanh bao nhiêu thì loa BF cũng cho thấy sức mạnh vượt trội với các đối thủ khác của mình bấy nhiêu. Vậy ngay sau đây, chúng ta hãy cùng nhau khám phá những điều thú vị nhất về dòng loa BF CT10 này nhé! Dòng loa karaoke chuẩn sẽ phát huy hết 100% sức mạnh, mang đến âm thanh hay, và khi loa BF CT10 đã sở hữu cho mình công suất đỉnh lên đến 800W sẽ mang đến sự mạnh mẽ, uy lực cho toàn bộ âm thanh, tạo nên sức hấp dẫn cho phòng karaoke của mình. Được thiết kế với một loa bass 25cm, voice coil loa 6,5cm cùng loa tweeter với voice coil loa là 4,4cm ở phía trên, tạo nên sự cân đối hài hòa. Điểm nhấn chính là đường viền xung quanh loa bass được thiết kế đặc biệt với những hình khối và đường nét tinh xảo. Chúng tôi cam kết bạn sẽ bị cuốn vào không gian âm thanh với sự trong trẻo của loa BF CT10 với góc phủ âm là 70x90 độ, giảm thiểu tối đa các âm thanh nhiễu do tường phản xạ lại, cùng với đó là giải tần số phát ra âm thanh trong khoảng 60Hz đến 18kHz. Nó thuộc dòng loa cao cấp đầy sức mạnh. Crossover được thiết kế chính xác để đáp ứng điện năng tối ưu và hiệu suất trong khu vực tập trung âm thanh. Độ phủ trong không gian khoảng 15-20m². Hiện nay, sản phẩm loa BF CT10 đang được phân phối tại hệ thống showroom Bảo Châu Elec với mức giá hấp dẫn và tốt nhất hiện nay là 12.900.000 đồng. Sản phẩm được bảo hành 1 năm chính hãng. Bảo Châu Elec.com. Mọi thắc mắc hay chia sẻ của quý vị, vui lòng để lại thông tin bên dưới. Tư vấn viên của Bảo Châu Elec sẽ tư vấn nhiệt tình và chu đáo nhất. Đừng quên like và nhấn đăng ký kênh YouTube của Bảo Châu Elec để Bảo Châu luôn mang đến cho các bạn những sản phẩm tốt nhất với mức giá hợp lý nhất nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Đặt hàng nhanh chóng qua tổng đài 1900 0255, thanh toán tiện lợi bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, giao hàng tận nơi nhanh chóng, đổi hàng miễn phí trong vòng 7 ngày do sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trung tâm chăm sóc khách hàng 1900 0255 hoặc truy cập website bảochauelec.com.